Thưa quý vị, việc trái sầu riêng huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc đã khó. Song việc duy trì, giữ vững và phát triển được ở thị trường này lại càng khó hơn nhiều lần. Vì vậy mà người dân cần bảo vệ mã số của mình như là một tài sản. Toàn huyện Tân Thạnh hiện có trên 190 hectare sầu riêng, trong đó được cấp 2 mã số vùng trồng với diện tích 26,5 hectare tại xã Tân Lập. Mở lối cho thị trường tiêu thụ sầu riêng đầy tiềm năng và kỳ vọng sẽ nâng tầm giá trị của loại nông sản này, giúp bà con có lợi nhuận tốt hơn. Nó là cái tấm vé thông hành để mà mình bước vào cái thị trường khó tính. Thị trường khó tính ở đây là thị trường đầu tiên là thị trường Trung Quốc. Thì khi mà mình vô được cái mã số vùng trồng thì mình ký kết với lại số doanh nghiệp phía dưới, có thể lựa chọn những cái doanh nghiệp nào phù hợp với cái địa bàn địa phương mình nhất, gần nhất. Thì cái sản phẩm đầu ra của mình nó sẽ được đảm bảo hơn, nó không có bị tình trạng thừa hàng dội chợ hay là cung vượt cầu. Từ khi cây sầu riêng ở xã Tân Lập được cấp mã số vùng trồng, nhiều doanh nghiệp từ nơi khác đến đề nghị ký ủy quyền mã số vùng trồng với các hộ dân. Lợi dụng mã số vùng trồng này, đầu tháng 11 vừa qua, doanh nghiệp đã trà trộn sầu riêng bên ngoài vào để xuất khẩu, ngay khi các diện tích sầu riêng được cấp mã số chưa cho thu hoạch. Rất may, lô hàng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương tuyên truyền hỗ trợ pháp lý cho người dân, khuyến cáo nông dân thận trọng lựa chọn doanh nghiệp ủy quyền và phải có cam kết rõ ràng, cụ thể để tránh thiệt hại. Địa phương cũng rất quan tâm trong cái việc quản lý và vận hành cái mã số vùng trồng này sao đảm bảo theo đúng quy định của cái nơi mà cấp mã số cũng như là cái nước nhập khẩu. Thì huyện cũng có chỉ đạo chỗ phòng nông nghiệp tiếp tục phối hợp với sở nông nghiệp chi cục để hướng dẫn làm sao tập huấn và hướng dẫn cho cái nông dân hiểu rõ vấn đề ý nghĩa cái mã số vùng trồng. Song đó, về giải pháp lâu dài, địa phương cũng đã hỗ trợ một mã số vùng trồng thành lập công ty và đang xây dựng cơ sở đóng gói nhằm trực tiếp thu mua sầu riêng của người dân để xuất khẩu. Về phía người dân cũng cần bảo vệ mã số của mình như một tài sản nhằm góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt và tăng lợi nhuận cho người dân.